Chào tất cả quý vị. Chúng ta có thể dành 100 pháo tay rất lớn để ngợi ca Chúa của chúng ta đấng đã giáng sinh vì chúng ta được không ạ? Và đây đã đến để mang cho chúng ta một niềm vui lớn, vì đó chúng ta vui mừng. Ngày hôm nay chúng ta ở đây để ca ngợi danh của Chúa, để mỗi một chúng ta bày tỏ niềm vui cho những người xung quanh chúng ta, đặc biệt là những thân hữu chưa biết đến Chúa. Giờ này tôi muốn tất cả chúng ta cùng quay sang người bên cạnh và nói rằng: chúc mừng Giáng sinh, Chúa ban niềm vui cho bạn. Xin mời hãy làm điều đó ngay thì giờ này, đặc biệt với những thân hữu ạ. Dạ, với những thân hữu, những người đã đến đây buổi tối ngày hôm nay, tôi muốn tất cả chúng ta cùng bày tỏ niềm vui của Chúa Giáng sinh, để hầu cho tất cả những người nhìn thấy chúng ta khi chúng ta ca hát, khi chúng ta ca ngợi Chúa và mừng Chúa Giáng sinh, tất cả những người đó sẽ cảm nhận được niềm vui của Chúa ngự vào lòng của họ buổi tối ngày hôm nay. Được không ạ? Cảm ơn Chúa, ánh sáng vào đời, Ngài đến để mang ánh sáng và thay đổi thế giới của chúng ta. Một bài hát ngay thì giờ này để thờ phượng Chúa cùng với tất cả quý vị. Xin quý vị cùng lắng lòng. Ánh sáng vào đời. Lạc bước trong bóng đêm, bóng anh sao thần chiếu sáng vào đời. Chào đón con trời vua thánh Giáng sinh, ngàn tiếng thiên thần chúc ta sáng danh Ngài cao quý, bình an cho người chân thế từ đây. Ngài đến đem nguồn ánh sáng vào đời, Ngài đến đem tình yêu cho mọi người, hạnh phúc thanh bình muôn nơi thế nhân. Lìa bỏ ngôi trời vinh hiến rạng ngời, Ngài bước lên đồi gỗ tha nhục nhằn, chịu đớn đau vì tội tôi và anh. Ngài đến đem bình an cho thế nhân, Ngài đến đem tình thương cho loài người, Ngài đoái thương người chân thế khổ đau. Ngài đến bên đời tôi ô cảm thông và tha thứ, Ngài chết trên thập tự giá chuộc tôi. Nào hát vang lên hỡi thế giới loài người, vì chính đêm nay Chúa cứu thế vào đời, Ngài đến đem bình an cho thế nhân. Vì Đức Chúa Trời yêu thương loài người, đành phó con một bàn cho mọi người, hầu cho hề ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hề ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ngài đến đem bình an cho thế nhân, Ngài đến đem tình thương cho loài người, Ngài đoái thương người chân thi khổ đau. Ngài đến bên đời tôi ô cảm thông và tha thứ, Ngài chết trên thập tự giá chuộc tội.
mừng hát vang lên hỡi thế giới loài người, vì chính đêm nay Chúa cứu thế vào đời, Ngài đến đem bình an cho thế nhân. Vì Đức Chúa Trời yêu thương loài người, đành phó con một bàn cho mọi người, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Mừng hát vang lên hỡi thế giới loài người, vì chính đêm nay Chúa cứu thế vào đời, Ngài đến đem bình an cho thế nhân. Vì Đức Chúa Trời yêu thương loài người, đành phó con một bàn cho mọi người, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống.